bí ẩn về lực ngầm ở Disneyland. Dù đáng sợ nhưng bạn phải nghe. 1. Sau khi chụp ảnh với khách, phải lịch sự xin khách xem lại. Nếu phát hiện thấy gì bất thường, lập tức tặng quà cho khách và báo cho bộ phận an ninh. 2. Tại đường hầm khủng long, hệ thống chụp ảnh sẽ tự động xóa bức ảnh thứ 7. Nếu như khách thắc mắc, hãy giải thích là do sự cố kỹ thuật và tặng họ một lượt vé khác. 3. Cá sấu có thể xuất hiện ở bãi tắm Lagoon. Khi đó, các nhân viên phải báo cho bộ phận an ninh và ghi chép lại các bộ phận bị ăn thịt. 4. Trong mỗi khu vực, chỉ có một chuột Mickey duy nhất hoạt động. Nếu nhân viên thấy có một chuột Mickey thứ 2 đang chụp ảnh và giao lưu với khách, thì kiểm tra mắt của nó nhưng vẫn để hoạt động diễn ra. Sau đó, báo cho bộ phận an ninh nếu thấy nó đang lảng vảng xung quanh thì dẫn nó xuống đường hầm và bỏ đi. Tuyệt đối không được nhìn lại. 5. Nhân viên của Disneyland không có bất kỳ trang phục nhận biết nào. Nếu có ai đó mặc trang phục có dòng chữ, nhân viên an ninh Disneyland ngay lập tức đóng cửa khu vực đó. Còn rất nhiều luật ngầm nữa. Còn các bạn nghĩ sao? Nhớ comment quan điểm của mọi người cho tôi biết nhé nha. Giờ thì cảm ơn mọi người đã xem video của tôi. Follow để theo dõi nhé nha.